Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn cách tự làm chế phẩm IMO tại nhà. Đầu tiên mình cần phải chuẩn bị đó là 1 kg hoa quả. Hoa quả ở đây mình có thể sử dụng chuối, nho, hoặc là cam, hoặc là đu đủ, dứa đều được. Tiếp đến là cần 100 g cám gạo hoặc là bột mì. Đấy. 1 lít mật rỉ đường. Tiếp đến là mình cần phải sử dụng IMO gốc, tức là cái vi sinh vật bản địa dạng cơ dịch gốc với mật độ vi sinh rất là cao. Sử dụng IMO gốc này thì mình không phải sử dụng sữa chua, men tiêu hóa hoặc là men rượu. Cái IMO gốc này thì nó chứa đầy đủ tất cả các nhóm vi sinh vật như kiểu phân giải cellulose, phân giải tinh bột, phân giải protein và các vi sinh vật hữu hiệu khác. Đồng thời nó chứa thêm cả các vi sinh vật cải tạo đất rất là hữu hiệu, rất là tốt. Các bước tiến hành thực hiện như sau. Đầu tiên, ta cho hoa quả xay nhuyễn. Trong quá trình xay ta có thể cho thêm ít nước để xay. Hoa quả sau khi xay nhuyễn ta tiến hành từng bước như sau. Bắt đầu ta chuẩn bị 20 lít nước sạch. Nước sạch ở đây ta nếu dùng nước máy thì ta để tào lo bay hơi, tức là vặn nước qua đêm có thể sử dụng được. Tiếp đến ta tiến hành như sau. Đầu tiên cho 1 lít mật rỉ đường vào 20 lít nước sạch. Tiếp đến cho 100 g bột mì vào hoặc là có thể sử dụng cám gạo đều được cả. Rồi cho lốt dịch hoa quả ta vừa xay nhuyễn. Dùng que khuấy đều cho hòa tan toàn bộ dịch hoa quả, nước sạch, mật rỉ đường và cám gạo hoặc là bột mì. Dung dịch môi trường để sinh khối vi sinh vật bản địa đã xong. Tiếp đến ta cho 1 lít vi sinh vật IMO gốc vào khuấy đều. Chú ý cái thùng ủ này thì ta không nên sử dụng ủ đầy quá. Đấy, khuấy đều xong, ta chỉ việc đậy nắp ủ là được. Cái thời gian ủ IMO gốc này ta có thể ủ trong 5 đến 7 ngày. Thì sau 5 đến 7 ngày cái IMO gốc này ta có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Đây là cái chế phẩm IMO thành phẩm sau khi ta đã ủ từ IMO gốc được 5 đến 7 ngày. Ban đầu cái dấu hiệu nhận biết thành công đó là trên cái thùng IMO này có cái lớp tế bào men trắng ở trên bề mặt. Và cái mùi của cái IMO thành phẩm có mùi thơm nhẹ, hơi chua chua. Đây là màu dịch của cái IMO. Rất là thơm. Với cái IMO này ta có thể sử dụng cho cả chăn nuôi và trồng trọt đều được cả. Về chăn nuôi có thể sử dụng khử môi chuồng trại, về trồng trọt
ta có thể sử dụng bón trực tiếp cho cây trồng như cái loại phân bón vi sinh, hoặc là sử dụng để ủ phân như kiểu phân cá, phân chuồng, phân đậu nành và các loại phân hữu cơ khác. Đấy, hoặc là có thể sử dụng cải tạo đất, rất là nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cái sản phẩm ủ từ IMO gốc của sinh học Đức Bình sử dụng rất là hiệu quả và thành công 100%. Sau khi ủ IMO gốc thành công thì ta sẽ tiến hành bảo quản IMO này, thành phẩm, ở trong những cái chai lọ, cho vào những cái chai lọ vặn chặt kín để dùng dần. Nên sử dụng hết IMO trong vòng 12 tháng. Với cái cách làm IMO này rất là đơn giản và hiệu quả, thành công 100%. Bà con có thể tự mình mua các thành phần về tự làm IMO để sử dụng. Có thể trồng sử dụng để bón rau trực tiếp này, bón hoa hồng này, bón hoa lan, cây cảnh, và ủ phân rất là tốt. Chú ý là mình nên kết hợp cái IMO này với chế phẩm phân giải và khử mùi hôi chất thải hữu cơ em gieo để ủ và khử mùi hôi phân cá, phân bánh dầu, phân đậu tương cho hiệu quả hơn, và cả phân chuồng cũng vậy. Vâng, chúc các bạn thành công.